Tỉnh Ninh Bình đang triển khai thực hiện một số dự án nhà ở xã hội như dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Gián Khẩu tại xã Gia Tân và Gia Trấn, huyện Gia Viễn, dự án khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu 9, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, dự án khu dân cư Ninh Khang, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, dự án khu đô thị Yên Bình, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Thông tin về các dự án nhà ở xã hội Ninh Bình gồm: nhà ở xã hội ở P, Ninh Phong, dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Trường Thắng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 1,34 ha với 335 căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp. Dự án được triển khai xây dựng năm 2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Nhà ở xã hội khu công nghiệp Gián Khẩu, khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân phục vụ khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận tại xã Gia Trấn và xã Gia Tân, huyện Gia Viễn với quy mô rộng đến 49,6 ha có tổng số lượng nhà ở 2.153 căn, tổng mức đầu tư khoảng 2.342 tỷ đồng. Tiến độ dự án nhà ở xã hội Gián Khẩu đang giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các hạ tầng cơ bản như đường nội khu, hệ thống thoát nước, vỉa hè, còn hạng mục chính là khu nhà ở xã hội thì đang trong quá trình mời gọi các nhà đầu tư. Khu nhà ở và dịch vụ công nhân khu công nghiệp Tam Điệp 2 tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp với quy mô 6,89 ha. Nằm trong khu công nghiệp Tam Điệp 2, khu dân cư, dịch vụ và khu nhà ở phục vụ công nhân các khu công nghiệp Phúc Sơn, Khánh Phú và địa bàn lân cận với quy mô 26,16 ha tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa của tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 là 2.887 căn và giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 là 2.686 căn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang triển khai thực hiện một số dự án nhà ở xã hội. Đối với các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn được chủ đầu tư, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai để giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ. Hãy follow chúng tôi để nhận thêm nhiều thông tin bất động sản mới nhất.